bài thơ Phụ nữ Tiên Mỹ, tác giả Huy Võ, Tiên Phước, Quảng Nam. Quê tôi Tiên Mỹ hương tình, áo dài phất phơ lung linh đồ màu, rạng ngời nét đẹp trăng phao, làng thôn phát triển đẹp giàu từ đây. Quê hương tình nghĩa đông đầy, chung tay góp sức dựng xây nước nhà. Tự hào phụ nữ chúng ta mang viên hạnh phúc đậm đà tình thương. Tóc nâu má đỏ nhà việc nước nói gương anh hùng, dẫu cho sóng gió bão bùng lừng danh nổi tiếng kiên trung vững lòng, cho dù vất vả long đong đảm đang gánh nặng ngoài trong nhọc nhằn, chiến trường không quản khó khăn vùng lên mạnh mẽ diệt thằng ngoài xâm. Dù cho ruột nát tim bầm, tóc dài vững bước thật khâm phục người, rạng người như đóa hoa tươi tôn vinh vẻ đẹp là người Việt Nam. Dù cho ruột nát tim bầm, tóc dài vững bước thật khâm phục người, rạng người như đóa hoa tươi tôn vinh vẻ đẹp là người Việt Nam. Rạng người như đóa vẻ đẹp là người Việt Nam. Bài thơ Phụ nữ Tiên Mỹ, tác giả Huy Võ, Tiên Phước, Quảng Nam.